Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì em Xuân Hùng lại vừa về là quay lên cho các vị và các bạn một chiếc xe Ford, một cái dòng Ford của Mỹ nhá. Chiếc này là xe Ford Escape đời 2003 màu đỏ. Một chiếc xe màu đỏ đun này rất là đẹp, sạch sẽ, và Xuân Hùng đợt trước cũng quay lên rồi. Hôm nay thì Xuân Hùng quay lại thôi. Chiếc xe này được trang bị la răng đúc 4 bánh này, lốp lắp thì còn khá mới. Sơn xi cực đẹp luôn và form rất là mỡ luôn, không bị đâm đụng va chạm gì các bác nhé. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá đầu tháng nhé, giá đầu tháng 8 là 125 triệu đồng. Quý vị các bạn nào mà nhu cầu mua chiếc xe này và đã tìm chiếc xe này lâu rồi thì hãy kết luôn đi, 125 triệu đồng thôi. Đấy các vị xem này, lốp lắp đẹp, form thì rất là căng mọng luôn, trông rất là mỡ màng. Với chiếc xe này đi lại thì nó quá ok rồi, chất lượng cao, đời 2003, số máy thì quá ok rồi. Tại sao từ ngày xưa đến bây giờ thì bên nhà giàu họ vẫn cứ thích mua những dòng cao cấp, rồi thì cái dòng nhập khẩu, dòng ăn xăng, dòng chấm to, bởi vì nó rất là an toàn, thưa các bác nhé, nó rất an toàn. Đến bây giờ thì chiếc xe này nó cũng được hơn chục năm rồi, thì cái giá cả của nó không được còn giữ được nữa, thì nó cũng xuống rất nhiều. Và bây giờ chúng ta không có tiền thì chúng ta mua chiếc xe này đi cũng khá là chất lượng và an toàn rất là cao luôn. Xe đi thì cực kỳ là chất lượng, và đặc biệt thì chiếc xe này ấy, là nó rất là thoáng, xe 5 chỗ gầm cao các bác nhé. Đấy, form dáng thì cực đẹp luôn, căng mọng luôn, lốp lắp đẹp. Đấy, các bác nào mà đang xem kênh thì không quên mà đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Sang đầu tháng 8 này thì bên em sẽ bán rất là nhiều và nhanh luôn. Cho các bác xem gần một chút này, đây là cái lốp này. Đấy, là răng lốp mới tinh luôn, lốp gia đình vừa mới thay một đôi, ở bốn quả lốp mới tinh luôn các bác nhé. Cho bác xem là nội thất này. Nội thất thì rất là đẹp, bọc bọc nội thất mới nhá, tất cả còn nguyên zin, chưa mất một cái gì cả. Màn hình cam lùi đầy đủ đây này, đó các bác nhé, màn hình cam lùi đầy đủ luôn, vô lăng 4 chấu túi khí và táp ly đây thì rất là đẹp. Keo chỉ thì bao zin như các bác rồi, không có một chút đâm đụng va chạm, và keo chỉ zin đét luôn. Một cái dòng xe Ford này nhá thì cực sướng, lốp đằng sau đây thưa các bác này. Đấy, lốp đẹp cực luôn. Bốn quả này các bác đi khá là lâu, vài năm sau thì mới phải thay lốp nhé. Đây cái khoang sau đây. Khoang sau thì rất là rộng và thoáng luôn nhé. Thì tất cả là đẹp hết rồi, xe này đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tất cả là ngon lành hết, và trần đã được bọc trần 3D, chống nóng, chống ồn rất là tuyệt vời luôn. Một chiếc xe này thì không phải chê nữa rồi. Và đặc biệt những cái dòng này nó cũng lời sâu sâu rồi, cho nên giá nó khá là rẻ. Bình thường thì bên em đang chào bán với giá là 140 triệu nhá, nhưng mà đầu tháng này em sẽ xả lỗ đây, xả xả vốn đấy, em bán 120 triệu đồng, 125 triệu đồng ạ. 125 triệu đồng thôi. Đấy các bác nhìn này, sơn xí nó còn quá đẹp thế này cơ mà. Biển 22 nhá, Tuyên Quang. Đây em mở cái cốp sau cho các bác xem này. Cái cốp sau này thì được rất nhiều hàng luôn, xe 5 chỗ cốp sau cực rộng luôn nhá. Đấy, rộng rãi thoáng. Chiếc xe này chạy thì cực kỳ ok rồi. Về chất lượng thì các bác khỏi chê luôn. Xe của Mỹ rồi, chất lượng khỏi chê. Tất cả là ok hết nhá. Đây em đóng cửa xuống này. Sơn si là các bác nhìn này, mắt đèn với đấy cực đẹp luôn. Đấy, rồi thì cả form bên này rất là căng mọng này, rất căng mọng luôn các bác nhé. Lốp láp các bác nhìn là lốp này, là răng thì ra đang đúc lốp thì còn khá là dày và mới tinh luôn, gần như là mới mới thay luôn các bác nhé. Đấy, chưa có mất thì tà lông luôn, rất là đẹp. Sơn si cũng ok, bóng loáng luôn. Nội thất bên này đây các bác này, keo chỉ nhá, zin từ trên xuống dưới luôn, tất cả zin hết nhá. Đây các bác nhìn từ trên dưới là zin này, chưa có bị một vết gì luôn đó, ok luôn. Nội thất thì rộng rãi sạch sẽ, ghế mới bọc lại, quá ok nhá. Các bác mua về là chỉ việc đi thôi. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu gì alo cho em nhá. Đấy, cái cánh trước đây, cánh trước các bác nhìn này. Đấy, ok luôn này. Chiếc dòng này là dòng nhập Mỹ cho nên các bác yên tâm rồi, máy móc rồi chất lượng tất cả nó ok hết. Đấy, máy móc ok, là gầm bệ ngon lành này. Đấy, quá là ok các bác nhé. Xe thì không phải nghĩ ngợi gì, chất lượng cao, xe gầm cao máy thoáng, cơ bắp tất cả là sẵn đi. Chiếc xe này để bên em về cũng mua về cũng chẳng phải làm gì đâu, vì tất cả là chủ nhà họ đã làm sạch sẽ hết rồi, từ lốp nắp lên các bác nhá, là từ lốp nắp này đấy, họ thay mới rồi, sơn xi cũng đẹp rồi, nội thất cũng đẹp rồi, đăng kiểm thì còn dài. Đây đăng kiểm đến tháng 5 2000 tháng 1 năm 2021 ạ.
nhá, thì các bác cứ thoải mái đi thôi. Đấy, còn các bác nào có nhu cầu mua xe về mà muốn sang tên thì em sẽ sang tên. Đây em quay cao một chút cho các bác xem cái form này. Form con này thì rất đẹp nhá. Chuông đẹp và nó cũng trường xe, chạy khá là chất. Sơn si thì màu sơn đỏ đun này cũng khá đẹp rồi. Đó các bác nhé, mắt đèn thì rất sáng này, về mắt ca lăng mấy nước rồi thì tất cả còn nguyên hết. Đấy, không phải làm gì các bác nhé, xe cực đẹp luôn, sơn si thì bóng mà chất lượng ok. Đấy, sơn thì các bác nhìn sơn này, nó lục lạc như thế này cơ mà. Nó mịn như là miếng tiết này, ok đấy. Quá chất luôn ạ. Vâng, các bác hãy chọn lựa đi và sang đầu tháng 8 rồi, em bán rẻ thôi. Trước này em bán với giá 125 triệu đồng nhá, để bán xả lỗ cho các bác. Để cho các bác lấy xe và đi lại nhá, và em sẽ để đổi chuyển ván mới thôi. Đấy, em đóng cửa và cho các bác xem những cái form này. Form này thì quá ok rồi. Vâng, các bác đang xem kênh thì không quên bấm vào nút đăng ký kênh, cũng như bấm vào nút chuông thông báo nhé, để cập nhật những video mới nhất sang tháng 8 này. Bên em về rất nhiều xe, để các bác lưu ý là sẽ theo dõi để mua được những chiếc xe.